À đây rồi, chờ mãi. Cuối cùng thì siêu phẩm cũng về tại cửa hàng Sport Night anh em ạ. Night Phantom GX Academy phối màu thuộc bộ sưu tập Ready cực kỳ nổi bật. Và ngay bây giờ cùng Sport Night đi vào chi tiết mẫu giày kiểm soát thế hệ mới của Night nhá. Khoác lên mình chiếc áo màu đỏ tươi nổi bật kết hợp với màu đen huyền bí ở phần lưỡi gà và viền logo tạo nên một đôi giày thực sự khác biệt. Là dòng giày kiểm soát bóng thế hệ mới của Nike, vậy nên Phantom GX Academy sở hữu phần upper da tổng hợp kết hợp với công nghệ Nike Skin nổi tiếng của hãng thể thao nước Mỹ sẽ làm cho cảm giác bóng của người chơi trở nên tuyệt vời hơn. Và độ mềm của chất liệu này cũng cực kỳ đáng nể. Đây sẽ là vật bất ly thân của những anh em chơi ở vị trí tiền vệ và phân phối bóng. Lưỡi gà rời được thiết kế có phần lệch sang bên má ngoài nhằm gia tăng diện tích tiếp xúc bóng. Đây cũng là một thiết kế khá thông minh của Nike trên dòng Phantom, giúp tăng khả năng tiếp xúc bóng của người chơi. Bộ đệm EVA tạo cho người chơi cảm giác êm ái trong từng pha di chuyển, đồng thời nó sẽ giúp những cú bật nhảy hay tiếp đất của anh em không còn là vấn đề. Giống với Nike Tempo 10 Academy, Phantom GX cũng sở hữu bộ đế với chất liệu cao su cao cấp hình dạng Elite đa kích thước, giúp hỗ trợ bám sân tối đa và xoay trở linh hoạt trong mọi tình huống. Với cân nặng 232g cho một chiếc size 40 thì đây là đôi giày được đánh giá ở mức chấp nhận được, không quá nhẹ, nhưng trọng lượng của đôi giày này cũng đã được tối ưu để phù hợp với nhiều lối chơi của cầu thủ. Form dáng của đôi giày này khá gọn nên sẽ phù hợp cho những anh em nào có bàn chân thon, thuôn dài về phía trước, anh em chân bè thì sẽ hơi khó mang một chút. Đây là phối màu để anh em săn đón nhiều nhất trong những ngày gần đây và hiện tại em nó đã có sẵn đủ size tại cửa hàng của Sport Night. Đừng quên qua ngay cửa hàng để trải nghiệm và sở hữu em nó với một mức giá tốt nhất nhé.